Xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với em. Ngày nay giới thiệu bác là cái kính cơn mực vàng ở đầu chữ nhỏ này. Đấy. Còn rất mới rất đẹp nhá. Mọi thông tin chi tiết về kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết, hình thức mua bán, thời gian bán hàng đều ghi dưới video. Thời gian rất thoải mái từ 7 giờ sáng đến 23 giờ. Có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần không nghỉ nào. Kể cả ngày lễ ngày Tết với điều kiện phải điện thoại trước, tránh tình trạng đơn xuất quá bị nghỉ hàng. Giao lưu đồ cổ xưa và đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Bác nhớ là điện thoại trước để mình liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Đây là gầm cầu dưới nhá, thì nó có cái chữ AU 1/10 12KGF. Đấy nhá, rất là rõ ràng này, bọc vàng sáng ánh gương này, óng ánh này, đấy. Tiếp theo thì là càng phải và càng trái này. Đấy, càng phải nhá. American Optical 1/10 12KGF 5/1/2. Rất rõ ràng. Bác nhớ điện thoại trước nhá, nhiều bác đến là suốt quá em đi vắng đấy. Nhiều bác đến hai lần không gặp em, có bác đến chờ 1-2 tiếng thì hơi mất thời gian. Cái điện thoại trước thì em sẽ sắp lịch em đón. Đấy, càng phải càng trái nhá. Cơn mực vàng đầu chữ nhỏ này, còn khá mới khá đẹp này, nguyên zin. Hiện giờ em đang quay lúc sầm chiều. Vâng, rất cảm ơn bác đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả bên sau.